Sáng nay phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội cần đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa tội phạm và điều tra phá án, nhân rộng mô hình 141, 142, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng trong phòng chống tội phạm. Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, tình hình tội phạm hình sự tuy có giảm do nỗ lực của thành phố mà nòng cốt là lực lượng công an. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng thừa nhận là tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Tội phạm có tổ chức gắn liền với tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm có xu hướng tăng với mức độ nguy hiểm và hung hãn hơn. Tội phạm vị thành niên, tội phạm liên quan đến diễn biến hòa bình, tội phạm kinh tế mà nổi lên là tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Xuất hiện các băng nhóm đòi nợ thuê, tội phạm ma túy trên các tuyến hàng không và tội phạm có yếu tố nước ngoài đang có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp. Thay mặt Chính phủ và Ban chỉ đạo 138, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hà Nội có nhiều mô hình tốt trong phòng chống tội phạm như mô hình tổ dân phố tự quản, tổ công tác 141, 142. Phó Thủ tướng cho rằng đây là những mô hình mà các địa phương khác có thể tham khảo. Trước dự báo năm 2013 sẽ còn rất nhiều khó khăn và số lượng người thất nghiệp có thể tăng lên, nên thành phố Hà Nội và công an thành phố không được chủ quan lơ là khi mà tình hình tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm vị thành niên, tội phạm ma túy vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Phó Thủ tướng cũng đề nghị thành phố Hà Nội cần chủ động có phương án giải quyết tình trạng khiếu kiện đông người và không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị. Cùng với việc nâng cao vai trò của lực lượng công an trong trấn áp tội phạm, Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tăng cường quản lý dân cư, người nước ngoài và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện để đảm bảo sự bình yên cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.